cái cách đi vốn bền vững cũng như là cái cách mà chúng ta vẽ sóng làm sao để chúng ta luyện theo AD, làm sao vào lên theo AD cho nó đúng, thì AD sẽ trình diễn trong cái video này đầu tuần. Ok, chúng ta vào video thôi. Khi mà bạn dành thời gian cho trẻ nhỏ và mọi người xung quanh là lúc bạn biết trí tuệ tạo nên một trader hạnh phúc là như thế nào. BH Trade học trade free tại nhà, không còn bị lừa còn tốn tiền nữa. Và đầu tuần thì ADTB nhanh một cái lệnh để có video làm cho anh chị em, cũng như là chúc cho mọi người luôn được mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, với cái tâm huyết hết vào cái video này, với một cái trăm con mình nữa để AD làm video tiếp theo nha. Động lực, một cái động lực đó là tình thương của mọi người dành cho AD, cũng như cái tình thương AD dành cho mọi người rất là nhiều luôn, rất là nhiều. Thì mọi người ơi, mọi người sẽ bị vướng vào cái vấn đề là thì trước mặt mọi người đó là cái AD nạp tiền vô luôn á, AD quay cho mọi người thấy luôn á, là nạp cái số tiền lời tuần trước mình thôi ha, là mình không bao giờ lỗ nữa. AD sẽ chia thành 13 lệnh ha, 13 lệnh, và nếu mà thua liên tiếp 13 lệnh thì chúng ta mới cháy, đúng không nào? Cháy với cái số tiền lời thôi chứ không lỗ nữa, đúng không nào? Và lệnh đầu tiên trong tuần thì đáng lẽ là TB1R, nhưng AD TB nhanh để cho làm video cho anh chị em luôn, và nó nâng cái tài khoản mình lên tiếp, lên thành gần 690 đô rồi, đúng không nào? 3.000 đô kia thì mình rút ra mình để trong tài khoản thật của mình. Nhớ cái đó là cái cách đi vốn. Thì cái cách đi vốn 1-2-3 video vừa rồi thì AD đã chỉ rồi, đúng không nào? Đúng chưa? Và còn cái cách mà mọi người ơi, mọi người hay bị vướng vào là luyện vẽ sóng làm sao, vào lệnh làm sao cho đúng, thì xem cái quá trình vào lệnh và phân tích của AD theo trong cái chuỗi series này. Mục đích của AD là làm cho mọi người biết được cái thực chiến nó như thế nào, để mọi người làm theo đó, để mọi người vẽ sóng. Thì tí nữa AD sẽ nói làm sao để AD vào cái phân tích cái lệnh này vào như thế nào. Sau đó thì mình sẽ phân tích con vàng nó đi như thế nào, hiện tại giá nó, xu hướng nó đi như thế nào. Tiếp theo là AD sẽ chỉ cho anh chị em luyện vẽ sóng làm sao cho nó ok, cho nó đúng ha. Và giúp thì giúp cho trót, thì anh chị em nào muốn học chuyên sâu về phần tâm lý, chia vốn, cũng như là phần vẽ sóng, cũng như là phương pháp về ok, thì vào tham gia lớp 07 chuẩn bị sắp mở này. Và các lớp sau á thì cũng mở liên tiếp, nói chung là cứ 2 đến 4 tuần là mở thôi, cứ 2 đến 6 tuần là có một lớp mới, 2 đến 6 tuần có lớp mới, để tạo ra những cái gì, những người không còn bị lừa cũng như là không còn bị tốn tiền nữa. Để AD mong muốn ở đây là làm cho mọi người có một cái đủ kiến thức, cũng như dân trí của mình á biết rõ ràng cái gì, cái kiến thức rõ ràng về những cái lĩnh vực tài chính, để mình không có bị cái bọn nước ngoài nó lừa nữa mọi người ạ. Và mình cũng không có bị chính dân mình lừa mình nữa, để mình giữ cái đồng tiền của cá nhân mình cho nó thật là bền vững hạnh phúc. Và nên nhớ tiền của mình là mình giữ, và tài khoản hay cái gì bất kỳ gì mình cũng phải tự học, và thao tác trên điện thoại, máy tính mình cũng tự học, không nhờ đỡ bất kỳ một ai, và ngược lại cũng không giúp một ai về vấn đề tiền nha mọi người. Vì ví dụ mình thao tác trên máy, họ lỡ mất gì họ nói mình đấy. Mọi người là con vàng không một phút ha, nó báo TB rồi. Thì AD TB về đây nè, nhưng mà về cái vùng cản mạnh quá thì AD thành TB ở ngay cái vùng cảnh báo cho nó an toàn anh chị em ạ. Không nhất thiết phải tham làm gì đâu, tham là thăm thôi ha. Thì ở đây anh chị em xem á, thì trong cái quá trình mà AD quay thời gian thật thì thấy á, bắt đầu vào lệnh rồi thì vào lệnh limit ha. Thì giá nó xuống đây rồi, AD vào lệnh ở trên đây nè, chờ mua giá cao nhất và stop loss ở trên đây là điểm an toàn. Tại vì sao stop loss ở trên đây? Anh chị em thấy không? Khi mà nhìn đến bắt đầu nó lên là rung liền, đúng không? Đúng không? Nhưng mà đâu có để cứ đi làm đi, buổi sáng giờ AD đi sửa điện mà. AD đi sửa cái máy nóng lạnh ở dưới kia nó bị nhiễu điện, cho nên AD đi sửa nó cứ chạm vô nó hơi giật giật. AD âm xuống đất là hết giật rồi. Cho nên là lên cái là TB thôi chứ có gì đâu mà gấp, đúng không nào? Cho nên là nhìn này, thì mọi người hãy nhìn rộng ra thì thấy ở đây là con B thì bây giờ là tới 1, và con 2 của con C, đúng không? Thì TB SL trên đáy 2 là đỉnh 2 là đúng rồi, đúng chưa? Đó thì chúng ta đúng kỹ thuật mà. Thì bây giờ mình nhìn rộng ra hơn về khung 15 phút này. Về khung 15 phút thì mình nhìn thấy nó đã chạy 1 2 4 5 đúng không? Thì 1 2 4 5 xong rồi thì nó phải về con A, đúng không? Mà con A thì mình nhìn ở đây thì mình thấy rõ ràng, mình qua khung nhỏ để mình nhìn rõ thôi. Mình thấy là 1 2 4 5 con A nó chạy nè.
Nhưng mà nhiều khi đây là chỉ là con 1 của con A thì thôi thì sao? Nhưng mà ở đây là con ABC này là của con 2, đúng không nào? Hoặc là của con B. Thì bây giờ nó xuống thì bây giờ nó xuống là 1, 2, 3, 4, 5 thì nó chạy 4, 5. Thì có thể là bây giờ nó lên này, hiểu không? Đó thì theo phân tích ở đây thì xu hướng xuống mình đánh đúng xu hướng. Ở thứ nhất, thứ hai stop loss đúng ngay vùng đáy 2 và nó có nhiều xác nhận lắm anh chị em. Thứ nhất là tỷ lệ này vào tỷ lệ thắng này chính đường tam hoàn. Và ở đây nó có cái vùng cản, tại sao mà đây dám vào cái lệnh ở đây? Tại vì khi mà giá nó phá qua cái đỉnh này á, thì nó phải xuống cái vùng gọi là gì? Cái vùng kế tiếp là cái vùng mà là có lực nến tăng lên. Thì anh chị em nhìn cái đường màu tím mà để vẽ cái đường hỗ trợ này, thì có phải ở đây là giá nó bật lên không? Thì ở trong quá khứ thì nó cũng bật lên, thì đây chính là cái đường hỗ trợ rất mạnh. Cho nên mình TP về đây là hợp lý ha. Rất là hợp lý về sóng, về giá, về key level và về OB luôn, đúng không nào? Đúng chưa? Rồi thì chúng ta sẽ định hướng con vàng sắp tới chạy như thế nào. Thì có thể là đây là con A thôi, và bắt đầu chuẩn bị nó phản hồi lên con B. Nó phản hồi lên con B thì nó phản hồi lên đâu? Nó phản hồi thứ nhất là về vùng Fibonacci 38.2 đến 61.8, hoặc là nó phản hồi lên tới cái đỉnh luôn, thì cái đó là chuyện của nó. Và bắt đầu nó xuống con C lại và nó xuống, có thể là nó xuống. Còn không, cái trường hợp thứ hai thì có thể là đây là con ABC luôn rồi và bắt đầu nó bắn lên tiếp. Đó, thì chúng ta hãy đợi chờ và quan sát. Còn nếu mà nhìn về khung lớn thì nó có một cái OB dưới đây và nó chưa về nó lấy thanh khoản, thì khả năng ở đây chỉ là cú hồi thôi. Và cú hồi ở đây nó đã hồi về cái Fibonacci của cái con sóng này rồi, cho nên bây giờ có lý do nó xuống cũng rất chính đáng. Cho nên chúng ta hãy đợi xác nhận để mà vào ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần chỉ dòng chèm về sóng làm sao cho nó phải. Ok, thì chúng ta sẽ ngẫu nhiên, chúng ta sẽ lấy một cái gọi là chúng ta ngẫu nhiên ở đây đi, đúng không? Chúng ta sẽ lấy một cái màu sóng ở đây chẳng hạn. Rồi ở đây sẽ qua một phút luôn cái sóng nhiễu nhất ở đây vẽ cho anh chị em xem. Ở đây lấy ngẫu nhiên một gì, một cái sóng đơn giản thôi, một cái sóng gần đây nhất, không cần lấy đáy ở đâu luôn, thì chúng ta sẽ vẽ. Thì ở đây thì phải làm có kinh nghiệm nhiều thì mới nói như vậy được nha anh chị em. Chứ còn một thì anh chị em đo này, anh chị em đo Fibonacci này, nó chạy nó cũng theo quy luật hết à, đúng không? Đó, con ba nó về đây là đúng, đúng không? 161.8 đúng chưa? Rồi chúng ta hãy vẽ nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Đúng không? Nó theo quy luật. 5 rồi xong tới gì? Tới A nè, B nè. Hợp lý không? Hợp lý không? Tiếp tục mình lại đếm nè. Mình lại đếm tiếp nè. Ở đây là 1, ở đây là 2, thì ở đây là 3. Thì nó đang chạy 4 gì đó đúng không? Đúng không? Chúng ta mở ra luôn để chúng ta xem coi chúng ta vẽ tới đâu. Đúng chưa? Nó vẽ tới đâu? Đâu, chúng ta vẽ tới đâu vậy? Còn đây mình vẽ đâu ta? Đây, đây đúng không? Đây chúng ta sẽ lấy tới đây thôi, thì chúng ta qua một phút cho chúng ta dễ thấy, chứ ở bên đó thì khó thấy quá. Đó, thì ABC thì ở đây là 1. Chúng ta vẽ là, hồi nãy chúng ta vẽ là gì? 1, 2, 4, 5 đúng không? Nè, 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Chứ theo quy luật đó mà vẽ cho đây, hiểu chưa? Thì ở đây thì ở đây chỉ vậy thôi. Còn muốn học thì vào lớp chuyên sâu ha, không tốn một đồng một cắt, mà còn nâng cao được trí tuệ nữa, nâng cao được tất tần tật về tâm lý và kiến thức luôn. Ok, thì mọi người thấy đó, nếu mà video hay thì cho một chàng vỗ tay bằng cái chấm 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 trái tim ở dưới comment giùm tôi. Có một cái video là gần đây hình như mới có 94 cái comment nè, vô comment cho đủ giùm tôi cái. Trời ơi, đau lòng ghê chưa. Làm là làm vui vẻ, anh có nghĩa là mọi người cả nhà cũng vui vẻ, mà ở đây bên kia vui thôi, bên này chưa vui nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.